rằng mình quen nhau thôi khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Đây là dàn mini model là Sharp GX2. Dàn này full chức năng 5CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn là 108 Bắc Phôn Đài Việt Nam. Bên em có bán anten zin để mình sử dụng cho bộ dàn này nha. Hoặc can có thể lấy dây lo, dây điện mình chế là anten để bắt phôn tầng. Dàn này hình thức rất là đẹp. Em về đa phần những bộ dàn nó không có còn trắng tinh đẹp như vậy đâu, nó sẽ ngả màu hết, nhưng mà bộ dàn này còn đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ em tách cái lo ra chút xíu nha. Mình có thể để sát cái lo vào hoặc tách cái lo ra như vậy đều ok. 5 CD thì CD mình có 1, 2, 3, 4, 5 mũi tên ở đây để chạy đĩa ra. Hiện tại mình đang nghe nhạc qua đĩa CD bài số 3. Chút xíu em sẽ test luôn chức năng MD nha. Đĩa MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ lên tới vài chục năm. Bên em có bán MD và chép nhạc theo cào canh, thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc gì thì liên hệ để mình chép nhạc vào MD. Thì bây giờ em cho MD vào luôn. Mình có thể chỉnh được chế độ lót nét nè để nghe nhạc vàng, lót nét nghe nhạc vàng, và chế độ hai bát tức là tăng bát hơn nữa để nghe nhạc đen remix. Tùy cái gu và cái thể loại bài hát mà mình chỉnh lót nét hay là chỉnh tăng bát để phù hợp nha. Chiều cao của loa là 28 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 m², hình thức dàn rất là đẹp và sang luôn. Chỉnh được chế độ và full chức năng thì còn gì bằng. Phía sau thì đương nhiên sẽ có ngõ ao ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Dàn quá sang quá đẹp. Bây giờ mình sẽ stop nè, lấy đĩa ra, mình sẽ lay chiếc nam mà đi. FM em sẽ thử nha, tuner nè. FM là 108 Bắc Phôn Đài Việt Nam. Chút xíu mình quay mặt sau nha, dàn này rất là ok đúng không? Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà, các anh nào mua hàng vui lòng cọc trước 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Các anh có thể liên hệ với số điện thoại hoặc Zalo 0931 008 099 để bên em ship hàng cho các anh nha. Ship hàng tận nhà, cọc trước giúp em 300.000. Bây giờ mình cùng nghe đoạn clip test, bên em không bao ship nha. Em đang chỉnh chế độ ít bass để mình nghe nhạc Ben Remix. Các anh nào muốn mua MD thì liên hệ em nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test, các nào mua hàng thì cứ liên hệ cho mình.